Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025 cùng nhiệm vụ trọng tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Huyện Định Quán, Đồng Nai đặc biệt tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng mã số vùng trồng, đưa nông sản xuất khẩu chính ngạch, nâng cao thu nhập cho nông dân, nâng cao thu nhập bình quân đầu người địa phương. Đây là khu vực cánh đồng lúa Bầu Kiên, ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Cánh đồng này hiện có diện tích trên 100 hectare, chủ yếu sản xuất lúa. Những năm trước đây, khi chưa hình thành chuỗi liên kết sản xuất lúa, bà con nông dân nơi đây giữ thói quen sản xuất lúa manh mún, nhỏ lẻ. Trước đây thì cắt lên là xã người ta muốn làm sao thì làm, mình tới vụ là mình cứ làm. Nhưng mà bây giờ là có tổ hợp tác rồi, bây giờ phải làm theo của hợp tác xã. Để thay đổi tập quán canh tác của bà con, những năm gần đây, Phòng Nông nghiệp huyện Định Quán hỗ trợ xã Thanh Sơn xây dựng chuỗi liên kết, hình thành tổ hợp tác sản xuất lúa. Từ thời điểm này, nông dân khu vực cánh đồng lúa Bầu Kiên bắt đầu sản xuất lúa tập trung theo mùa vụ, sản xuất giống lúa chất lượng cao. Thì nói chung là được chính quyền địa phương quan tâm, thì nói chung là bây giờ bà con sản xuất ở đây nó theo khuôn khổ tập trung, nói chung là cũng là cái vấn đề thuận lợi cho người dân chúng tôi. Đó, thu hoạch nói chung là thu hoạch nó đồng loạt, giá cả nó ổn định, nói chung là cuộc sống bà con nói chung là nó cũng có tiến triển lên. Năm 2023, tổ hợp tác lúa Bầu Kiên được địa phương hỗ trợ đăng ký lên hợp tác xã. Hiện hợp tác xã lúa Bầu Kiên phân phối, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trồng một số giống lúa năng suất cao, chất lượng cao và đảm bảo bao tiêu sản phẩm lúa sau thu hoạch cho bà con tham gia mô hình. Nhà nước mình đang hỗ trợ cho nông dân để mà canh tác tập thể lên cái tổ hợp tác, xong rồi làm bây giờ đồng loạt đó. Cô thấy đó, hiện tại đó là cái trà lúa của mình là nó chín đồng loạt, nhỏ lẻ thì mình bán thấp. Hiện nay nó lên hợp tác xã rồi, thu hoạch như bữa nay á là coi như là đủ xe lớn, là mình sẽ tăng cho bà con 50 đồng ký nữa. Thành ra đó là cũng nhờ phòng nông nghiệp như chính quyền địa phương hỗ trợ tiếp ví dụ đó, để cho bà con có thu nhập cao lên chút đỉnh. Sản xuất lúa tập trung theo chuỗi liên kết, đời sống của bà con nông dân trồng lúa khu vực cánh đồng lúa Bầu Kiên hiện nay đã ổn định hơn trước. Địa phương cũng hoàn thành quy hoạch sản xuất lúa theo chuỗi, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây trồng này, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Hình thành cái chuỗi liên kết thì cánh đồng lúa Bầu Kiên này là thực sự là đã xuống mùa vụ, một năm ba vụ, và thực hiện cái việc gieo xạ đồng loạt, giảm cái việc sâu bệnh cũng như là các cái bệnh hại trên cây trồng. Và sau đó thì Ủy ban nhân huyện cũng đã có cái chương trình hỗ trợ cho cái chuỗi liên kết này để khuyến khích các hộ nông dân để thực hiện tốt hơn cái chuỗi liên kết. Thì nơi đây thì có được cái hệ thống chậm kênh mương ấp 8 phục vụ đảm bảo cho cái việc mà tưới tiêu, nên cái việc năng suất cây trồng ở đây là đạt hiệu quả cao. Thì hàng năm thì đối với vụ đông xuân thì năng suất cao thì khoảng hơn 8 tấn trên 1 hecta, còn đối với các vụ khác thì khoảng hơn 6 tấn trên 1 hecta. Thì ở đây thì sau khi người dân thực hiện cái chuỗi liên kết này thì rất là đồng lòng và đồng tình với chính quyền địa phương về cái chính sách cũng như là cái hướng dẫn về cái việc mà thực hiện cái chuỗi liên kết. So với cách sản xuất nhiều rủi ro, hiệu quả kinh tế thấp trước đây, thì hiện nay bà con nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất khu vực cánh đồng lúa Bầu Kiên đã yên tâm sản xuất cây lúa, hiệu quả kinh tế tăng 30%, đời sống nông dân ổn định hơn. Hiện nay tổng diện tích trồng lúa của huyện Định Quán là 7.474 hectare, trong đó có 9 chuỗi liên kết sản xuất lúa. Xây dựng chuỗi liên kết góp phần ổn định vùng trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Đây là trang trại trồng chuối già Nam Mỹ của ông Phạm Văn Quý, chủ doanh nghiệp trồng và cung cấp giống chuối xuất khẩu ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Hình thành khoảng 20 năm nay, doanh nghiệp này hiện đã và đang liên kết với nông dân xã Thanh Sơn sản xuất chuối xuất khẩu. Dù trải qua những thăng trầm, đơn vị vẫn vững vàng, duy trì và phát triển đến hôm nay.
Được biết ông là một trong những nông dân đầu tiên của Định Quán trồng cái giống chuối già Nam Mỹ. Thì ông có thể cho biết lý do vì sao mà ông trồng cái giống chuối này và hiện tại thì mình phát triển cái mô hình này như thế nào? Tôi đi lại nhiều thì tôi thấy cái thị trường chuối với người Trung Quốc họ có nhu cầu rất lớn. Khi về cái đất này những cái năm 2005 thì đất đai tôi thấy nó cũng rộng. Mà để phát triển cái cây chuối những năm đầu thì nó khó khăn lắm bởi vì hạ tầng chưa có. Những năm bắt đầu hạ tầng có thì bắt đầu cây chuối mô nó phát triển. Phát triển thì từ đây thì những người bạn họ thân với mình họ cũng bắt đầu họ trồng. Họ trồng thì bắt đầu họ cũng có thu nhập. Rồi từ họ lại họ có người bạn của họ nữa, từ từ nó mới hình thành cái vùng chuối ngày hôm nay. Sản xuất chuối xuất khẩu là mô hình được ngành nông nghiệp tỉnh đánh giá cao về hiệu quả kinh tế nếu sản xuất và xuất khẩu chuối thuận lợi. Tuy nhiên, khi gặp rủi ro, doanh nghiệp và nông dân tham gia mô hình bị thua lỗ, có khả năng mất trắng. Đối với một số doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn xã Thanh Sơn và các vùng chuyên canh chuối xuất khẩu huyện Định Quán, cách họ giảm thiểu rủi ro là áp dụng kỹ thuật trồng chuối trái vụ. Chuối già Nam Mỹ thì cũng là cái loại cây mà gọi là nó có những cái rất là nhiều cái thăng trầm, giá cả lên xuống. Gia đình mình thì mình có bị ảnh hưởng bởi cái giá cả này không? Và ông có những cái lời chia sẻ như thế nào để người nông dân trồng chuối triển bền vững? Được thì với cái thị trường hiện nay á, ở Trung Quốc á, thì cái nhu cầu sử dụng cái chuối này rất là lớn. Vấn đề còn lại là mình với ưu thế là không có mùa đông thì mình nên chọn cái mùa vụ xuống lúc nào để khi mình thu hoạch á, là tránh cái cạnh tranh với họ là mình được. Thì với miền Đông Nam Bộ mình cái do cái khí hậu cũng do cái điều kiện đất đai nó cũng tương đối nó dễ canh tác, do đó cái giá thành của quả chuối nó cũng không cao. Thực sự ra mà làm tốt, quản lý tốt thì giá thành nó chỉ khoảng 4.500-5.000 là hết ga rồi, là tối đa rồi. Thì với cái giá đó thì không sợ lỗ, tức là lời ít hay lời nhiều thôi. Đặc biệt như năm nay thì cái giá nó ổn định từ đầu vụ đến giờ. Thì những người nông dân làm chuối là đang cũng là phải nói là được mùa trúng giá đó. Như ông Quý chia sẻ, trồng chuối nghịch vụ mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân vì giá chuối xuất khẩu nghịch vụ cao hơn 30-50% giá chuối chính vụ. Để mô hình sản xuất chuối xuất khẩu phát triển ổn định, thời gian gần đây, Phòng Nông nghiệp huyện Định Quán hỗ trợ cấp mã vùng trồng cho doanh nghiệp và nông dân xã Thanh Sơn cũng như các xã có vùng sản xuất chuối xuất khẩu. Thì qua cái mã vùng trồng đó thì nếu mà có rồi thì nó rất thuận lợi cho người dân cũng như là doanh nghiệp. Khi mà mình chứng minh được cái vùng trồng mình nó rõ ràng, cái nguồn gốc nó rõ ràng thì cái thuận lợi cho cái việc cái hàng nó được nhập khẩu vào cái đất nước của họ. Địa bàn Thanh Sơn cấp được 2 mã vùng trồng cây chuối. Mà đây là một trong những cái rất là thuận lợi trong cái đầu ra sản phẩm, đặc biệt là được xuất khẩu chính ngạch, sẽ nâng cao cái giá trị cũng nâng cao cái giá thành nó sẽ cao hơn và người dân cũng thu nhập cao hơn. Huyện Định Quán hiện có khoảng 2.600 hecta sản xuất chuối, chủ yếu xuất khẩu. Sản xuất chuối chính vụ trừ các chi phí đầu tư, mỗi hecta nông dân lãi khoảng 250 triệu đồng một năm. Nếu sản xuất chuối nghịch vụ trừ các chi phí đầu tư, mỗi hecta nông dân có thể lãi từ 400 đến 600 triệu đồng một năm. Hiện huyện có 538 hecta được cấp 5 mã vùng trồng chuối. Thưa quý vị và các bạn, việc hỗ trợ cấp mã vùng trồng cây sầu riêng bước đầu đã mang lại một số lợi ích cho người nông dân, giúp người nông dân trồng sầu riêng theo quy trình hữu cơ, an toàn và đặc biệt là ổn định đầu ra tiêu thụ sản phẩm, kết nối người nông dân với thị trường xuất khẩu. Huyện Định Quán từng được biết đến với hàng ngàn hecta xoài. Cây xoài là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình. Khoảng 7 năm trở lại đây, cây sầu riêng dần thay thế nhiều diện tích trồng xoài, trở thành cây trồng chủ lực của nông dân Định Quán. Năm 2023, cùng ngành nông nghiệp tỉnh, Phòng Nông nghiệp huyện Định Quán tập trung hỗ trợ cấp mã vùng trồng cho nông dân trồng sầu riêng. Đây là trang trại trên 16 hectare sầu riêng giống Ri6 của hộ gia đình anh Tạ Quốc Duy, ấp 4 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Sầu riêng trong trang trại anh Duy hiện đang ở năm tuổi thứ 5 và chuẩn bị cho vụ thu hoạch đầu tiên.
Để được hỗ trợ cấp mã vùng trồng, ngay từ khi xuống giống, anh Duy chú trọng canh tác theo quy trình an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường. Vườn của em thì đang canh tác hữu cơ như là phân bón, và có thể là khi mà xịt thuốc á, thì có thể dùng một số chất nhưng mà nó gọi là được cho phép của Bộ Nông nghiệp, và cũng như là không ảnh hưởng gì tới môi trường xung quanh. Cuối năm nay thì em sẽ bắt đầu xử lý và thu hoạch, và cũng như chia sẻ kinh nghiệm thì đó là em với kinh nghiệm của em và ở dưới các tỉnh miền Tây, đặc biệt là Ngũ Hiệp, Cà Lậy, thì em dùng kỹ thuật đó là lên liếp, lên mô để cây sầu riêng, để khi có thể được xử lý được trái và chủ động hơn trong việc mà xử lý cũng như là chăm sóc nó. Còn vườn sầu riêng giống mô thông này là của hộ ông Chống Cắm Sầu, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai. Hộ ông Sầu hiện có 1,6 hectare sầu riêng mô thông đã cho thu hoạch năm thứ ba. Hộ ông có áp dụng phương pháp trồng sầu riêng an toàn, thân thiện với môi trường. Thì dùng phân bón bên sinh học, tiêu dùng người họ mua thì ăn cái trái cây sạch rồi an toàn. Một hết thì một năm thu khoảng chừng 20 mấy đến 30 tấn. Canh tác sầu riêng an toàn, Việt Gáp là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc trong quy trình cấp mã vùng trồng. Hỗ trợ cấp mã vùng trồng sầu riêng cho nông dân, Phòng Nông nghiệp huyện Định Quán hỗ trợ tư vấn tập huấn cho nông dân thực hành nông nghiệp theo quy định cấp mã. Về phía phòng trách nhiệm chuyên môn của phòng tham mưu quan huyện thì cái việc là sau khi cấp mã vùng trồng rồi, người dân phải tuân thủ theo cái hướng dẫn quy trình chăm sóc và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo theo đúng cái quy định của phía Trung Quốc đưa ra. Hiện nay, huyện Định Quán được cấp 4 mã vùng trồng sầu riêng trên diện tích 355 hectare. Việc cấp mã vùng trồng giúp nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn huyện yên tâm sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Em rất là may mắn khi được tỉnh và nhất là Bộ Nông nghiệp cũng như các anh chị ở đây quan tâm đã cho phép vườn của em vào mã vùng trồng. Thì cái lợi thế là khi mà tham gia vào cái mã vùng trồng đó thì sầu riêng của em hay là tất cả các người dân ở đây được xuất khẩu đi một cách chính ngạch và có tem nhãn và có thông tin đầy đủ để tránh gọi là các hàng trôi nổi ở bên ngoài. Đó cũng là giúp một phần cho người nông dân như tụi em tự tin hơn về cái sản phẩm của mình. Được cấp mã vùng trồng thì công ty vô thì họ sẽ mua có giá thì trên ngoài thị trường. Sau khi được cấp mã vùng trồng thì tất nhiên là tiêu chuẩn của hàng của mình sẽ được xuất chính ngạch sang phía Trung Quốc. Đây là một cái việc ổn định, đồng thời cũng đang là chủ trương để nâng cao cái thu nhập, cũng nâng cao cái giá trị diện tích trên 1 hectare đất nông nghiệp cho người dân theo đúng cái chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao của huyện Định Quán. Huyện Định Quán hiện có khoảng 2.300 hectare sầu riêng. Sầu riêng là cây trồng hiện mang lại giá trị kinh tế cao nhất trên địa bàn. Trừ các chi phí đầu tư, 1 hectare sầu riêng nông dân lãi trung bình từ 500 đến 700 triệu đồng một năm. Chương trình Năng động Đồng Nai của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.